trong 15 mẫu thực phẩm được lấy từ bữa ăn tối của gia đình bà Hát, thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, được gửi về Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Kết quả có 14 mẫu không phát hiện độc chất gây ngộ độc. Mẫu xác định có độc là lòng cá nấu với mật cá chấm, cây mật gấu. Cây mật gấu có chứa chất gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ảo giác, lú lẫn, mạch yếu, nhịp tim bất thường, tác dụng diễn ra khoảng 10 đến 30 phút sau ăn. Trước đó, đêm ngày 9 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân bị ngộ độc, trong đó có 3 trường hợp bị ngộ độc nặng. 2 trong 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đến nay, với sự nỗ lực của các y bác sĩ, 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn đã được xuất viện, 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng có tiến triển tốt.